Chị Lệ Tuyên có cái đôi điều gì chia sẻ và muốn gửi gắm với anh Jimmy cùng với toàn thể chương trình không ạ? Xin được chào tất cả mọi người ạ. Ôi, tôi không biết là lại xuống đây để hỏi cái cảm xúc của Quyên. Thực sự là Quyên không lần này là lần không nhầm là khoảng lần thứ hai Quyên làm khán giả thôi. Vì Quyên thì có cái phước phần rất lớn là toàn đứng ở trên kia. Thế thành ra đứng ở đây thì mới thấy rằng là cái cảm xúc mà nó hạnh phúc và nó hồi hộp khi mà xem chương trình ca nhạc nó của mọi người nó tuyệt vời như thế nào. Và bản thân Quyên thì ngay khi mà biết là chương trình Triệu Lời Tri Ân của anh Jimmy Nguyễn được tổ chức ngày hôm nay thì Quyên đã nhắn tin cho Ngọc Phạm và nói rằng là có thể cho Quyên đi xem show đó được không. Hôm đấy thì dù cần là có việc gì chăng nữa thì Quyên cũng sẽ đi xem show của anh Jimmy. Bởi vì là từ khi Quyên còn bé tí thôi, Quyên đã là một cái fan hâm mộ giống như bao nhiêu triệu khán giả khắp nơi trên thế giới hâm mộ anh như thế. Từ ngày bắt đầu chập chững biết yêu 15-16 tuổi thì anh Jimmy thời đó đã rất là nổi tiếng rồi, khắp nơi rồi. Âm nhạc có thể nói rằng là bao phủ tất cả trong tim người yêu nhạc khắp nơi. Thế nên là ngày hôm nay Quyên cũng đang hòa vào cái cảm xúc rất là nồng nàn của tất cả mọi người, 22.000 khán giả có mặt tại đây. Quyên xin rất là vui và hạnh phúc được là người đầu tiên nói lên cảm xúc của mình và chúc anh có sức khỏe để thể hiện tuyệt vời nhất. Và hôm nay nói chung là dù anh hát như thế nào chăng nữa thì cái ký ức tình yêu về anh đã tràn ngập trong tim mọi người rồi ạ. Đó là điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng ạ. Và chúc cái ekip sẽ có một đêm nhạc tri ân tuyệt vời và có một cái kỷ niệm bằng âm nhạc mỹ mãn nhất trong buổi tối hôm nay. Dạ. Xin chúc mừng mọi người ạ. Em xin cảm ơn chị Lệ Tuyên rất là nhiều. Thưa chị Lệ Tuyên thân mến, và không biết rằng là chị Lệ Tuyên có thể chia sẻ ngắn lại cùng với em một chút để cùng chia sẻ. Không biết rằng là chị đã từng thể hiện một ca khúc nào đó do ca nhạc sĩ Sinh Nguyễn sáng tác chưa ạ? À có chứ. Cách đây cũng cỡ phải 10 năm thì Quyên có thể hiện một cái ca khúc rất đặc biệt, là một kỷ niệm, là một câu chuyện rất là cảm động của anh, đó chính là ca khúc Mãi Mãi Bên Em. Và cảm ơn anh đã cho Quyên một cái thể hiện cái bài hát đó. Và đến ngày hôm nay thì cũng mong muốn rằng một lần nữa sẽ có một trong một dự án nào đấy rất gần thôi sẽ lại làm phiền anh để lại mượn một hai bài hát mà mình đã chót yêu thương của anh thật là nhiều để thể hiện trong cái dự án sắp tới của mình. Em xin cảm ơn chị Lệ Quyên rất là nhiều và xin mời toàn thể quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn.